Vâng, và hello, xin chào mọi người đã đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp tập thứ 20 trong series Blood Fruit của mình nha. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu intro. Thì hôm qua mình đăng clip nó hơi muộn, thì mình đăng vào lúc 12 giờ khuya, thì lúc đó chẳng ai còn thức để mà coi nữa. Bye chứ. Thì có một số lý do khiến mình làm hơi chậm. Thì hiện tại mình đang quay clip vào lúc 5 giờ chiều, không, 6 giờ rồi chứ, 6 giờ nha. Đấy à, cho nên mình có thể là đăng nó hơi muộn nha anh em, thì anh em thông cảm cho mình ha. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục farm lên thêm 2 cấp nữa, thêm 3 con quái nữa là đủ nè. Thì hiện tại mình đang cần farm cái thằng Cavendish để có thể lấy được thanh kiếm từ nó nha. Một thanh kiếm legendary luôn, quá đã. Đó, nghe thôi mà mình đã thấy ghiền lắm luôn á. Nhưng mà mình không biết cài nó chơi sao, nhưng mà mình thấy không ai chơi cài đó cả. Chắc chắn là cài đó cũng không có gì là mạnh lắm. Ê. Sao sao chết mình rồi. Trời ơi. Còn một con nữa là lên cấp rồi. 1950 là mình sẽ vô cái khu vực nào ta? Ở đây có một cái cây to đùng luôn, như đấy là một cái nhà cây gì đó không biết. Nói chung mình thấy nó ở bên túc bên kia kìa. Ok, sẽ chập mình đánh xong mình bay qua mình lượm con boss luôn. Thì cái chỗ nhận nhiệm vụ con boss nó cũng nằm ngay đây luôn. Mình không biết server đông đi, lỡ có mấy người họ đi săn boss ấy. Thế là mình không còn con boss nào để farm luôn. Trời ơi, lên thêm cấp nữa không được hả? Lên chỉ có cấp vậy. Đây, bây giờ mình sẽ nhận cái nhiệm vụ ha, mình lên cấp rồi, yeah. Đây là các bạn fan nè, bạn hải quân nè. Treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Ok, bây giờ thì mình biểu bạn này đi đánh boss giúp mình nè. Trời ơi, đi sai bạc không à. Ok, bây giờ mình sẽ tới cái chỗ cái thằng cha nó để farm con boss này ha. Ủa, đâu ta? Boss này đâu ta? Alo, đây rồi, đây chính là cái nhà cây này luôn. Đây con boss đây này nè. Cái bạn kia tới chưa ta? Alo, đâu rồi? Bên này. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on cuz society. Cái con boss này nha. Có boss không? Trời ơi, cây bên ơi. Trời ơi, không có boss. Thiệt luôn. Thế là mình qua server khác anh em. A few minutes later. Ok, thì mình mới vào lại cái server. Khoan đã, cái gì đó không đúng thì phải anh em. Ủa sao mình lại ở đây? À ha, quen mắt rồi. Quen mắt nữa là hôm đó mình có coi một cái clip nha anh em. Thì mình thấy người ta bung vô cái khu vực boss. Thì cái khu vực boss nó nằm ngay bên trong lòng đất của cái đảo này luôn. Thấy kỳ lạ không? Cái cổng nó nằm bên đảo rùa, nhưng mà cái khu vực boss nó lại nằm bên đảo phụ nữ. Thà nó để bên đó đi rồi mình dịch chuyển qua có phải ok không? Đây là nó nằm ở chỗ khác luôn. Trời ơi. Ok, lần này mình rút kinh nghiệm, mình sẽ đặt hồ sinh ngay cái đảo đó luôn cho nó khỏe. Chứ mắc quá vậy đưa mình qua đây. What the hell bao râu. Buồn quá, thiệt tình. Bây giờ mình sẽ lặn lậu đó. Trời ơi, nó xà lắc. 5 minutes later. Ok, cuối cùng mình cũng qua được cái đảo chết tiệt này. Me thiệt tình chứ. Nó mất thời gian gì đâu. Ơi rồi ơi. Thì các bạn này bảo là có ai đang đánh con boss này. Đúng không? Đây, mình không cần nhận nhiệm vụ nữa, mình đánh đại luôn. Ok, và con boss đầu tiên nó méo rớt cái gì luôn. Thiệt tình. Next server anh em ơi. Next server. Ok, server thứ 3 hy vọng là có boss. Trời đất, thiệt tình. Khoan. Mình không muốn lặp lại cái tình huống đó nữa, nên mình sẽ set spam ở đây luôn cho nó an toàn. Trời ơi, mất công nó bắt mình đi lại từ đầu nữa, mệt lắm. Đấy, bây giờ mình chạy qua cho nhanh ha. Con boss này nó rớt ra 50.000 tiền. Ôi dồi ôi, farm con này giàu luôn anh em. Ô, được. Farm con này chứng tỏ là mình giàu ngay lập tức luôn. Có phải không? Không có boss. Mẹ kiếp, thoát game. 20 minutes later. Ok anh em ơi, mình đã tìm ra được một con boss rồi. Con boss thứ hai phải nồi thiệt chứ. Vai, mình đang đánh dạng thứ hai của nó nha. Vai nồi dạng hai nó khác bèo luôn á. Ủa sao mình chậm quá vậy ta? Mình chậm vì vô á, mình chậm như rùa luôn.
Hay là do cái thanh kiếm này cứ đẩy mình tới cái chỗ ông boss rồi khiến cho mình đi chậm lại đó. Ơi, vai. Ơi con boss này ghê quá. Ở đồ. Mạnh phải nồi. Ấy lại nữa lại dịch chuyển tôi qua đây chi vậy? Tức phải nồi ra. Nó hồi máu chưa? Nó chưa hồi. Nó mình vô mình xả chiều trước để cho nó không có hồi máu. Mình còn không bật ship lock nữa. Ôi nó chém rất là chuẩn xác nha, chắc là do mình to quá nên cái hitbox mình nó dễ bị dính. Sắp cháy rồi, sắp cháy rồi. Hiện tại mình không có nhận nhiệm vụ là mình không có rảnh, hiểu không? Nhận nhiệm vụ phải đi qua bên kia nữa, rất là lâu. Thành ra mình vô mình chém luôn. Thì cái việc cài cấp mình sẽ để trong thời gian giữa hai tập. Thì hiện tại mình cố farm ra cái thanh kiếm của thanh niên bắp cải này trước đã. Rồi sau đó mình mới A few minutes later. Ok mọi người ơi, con boss tiếp theo. Yeah, cuối cùng cũng tới con boss tiếp theo. Mình thấy mệt vậy chứ. Hồi nãy vô ra biết bao nhiêu chục server rồi anh em. Chờ mới nó ra. Ơi à. Mà đa phần mình chẳng có bung kiếm được, thành đánh còn này cũng hơi mệt vì cái cơ thể mình nó cũng hơi to ấy. Phải nồi. Ghê quá. Ôi. Ấy hacker ghê vãi. Thì hồi nãy giờ mình vô mấy cái phòng toàn dính hacker kìa, giết hết boss của mình ấy. Nhưng không sao, nó vô nó giúp mình thôi, làm gì đâu. Để mình giết cái thằng hacker đi, mẹ thằng hacker mất dạy. Nó để chế độ farm all boss mà. Trời ơi, vậy là farm tất cả các boss ấy. Chơi thế ai chơi, ơi dù, nó vui ha. Ok, mình sẽ tiếp tục đi tìm con boss tiếp theo để đánh. 5 minutes later. Ok thì mọi người ơi, mình đã tìm được con boss thứ tư nha anh em. Ôi giời ơi, giờ mới tìm được. Mình đi qua biết bao nhiêu server rồi, giờ mới tìm ra. Nè, được mình được kia. Ôi giời, chém. Ôi giời ơi. Vãi này chứ, con boss này đánh tỷ đâu anh em. Ê, vãi này chứ. Mày à bưởi, mày đánh tao à. Né ra, có cộng quốc chiêu mà mệt lắm. Đấy. Ok, tắt cái Haki đi. Ô, vãi nào đi chứ. Nó tỷ trâu anh em. Ai, đâu. Trời ơi. Đến cầu Phật tổ không phải la không thấu nữa. Trời ơi, nó né chân chiêu mình rồi. Đó, đánh lúc là anh em né nè. Mất công nó quýnh ghê lắm. Quýnh là thấy sợ luôn. Thì mình không nhận nhiệm vụ là mình muốn farm con này cho ra kiếm thôi. Còn trong thời gian giữa hai tập mình sẽ cố đi farm cấp. Ok, thì hiện tại có một bạn đã vào giúp mình ha. Thì đây là một bạn fan của mình nha. Trời đất. Nói chung á, là một mình đánh nó cũng hơi lâu, thì con boss nó cũng hơi trâu, nó cũng mệt lắm. Ôi rồi. Tại hai người đánh nó mới dễ anh em ơi. Cái một người đánh không biết khi nào xong. Trời ơi, nó trâu phải nồi ra. Thiệt luôn chứ. Thì bạn đang chơi trái quét V2 nha. Đấy, quốc vô cái dính vô ta tua liền. Ê, tôi muốn chết, tôi không muốn chết. Trời ơi, help me. Đúng rồi, đánh nó đi. Trời ơi. Ấy, đánh hụt à. Đánh nó vào. Trời ơi. Đúng rồi, đánh nó vào. Á đụng. Trời sống thần ghê quá. À, giết rồi nó chưa? Chưa, gần. Trời đất ơi. Phải nào, mình còn có một máu mình giết nó luôn. Ok, mình đã giết được thành công và nó méo rớt cái gì luôn. Cay phải nồi, không rớt gì hết. Ok anh em ơi, mình đã tìm ra được một cái đảo có boss nữa nè. Ui yeah, cái server có boss chứ. Hiện tại mình sẽ mời bạn đi vô đánh giúp mình nha. Ok, vào đây đi, vô đánh. Ok, thì đây là bạn này nha. Thì cũng như cái bạn hồi nãy thôi. Đấy, trừ vô giúp mình đánh boss cho nó khỏe nha. Chứ mất công mình đánh mình nó lâu quá. Mà boss nó còn trâu nữa. Đó, dính sống thần đi con. Thì hiện tại cái khu vực mình đang ở là đảo phụ nữ nha anh em, chứ không phải là đảo rùa đâu. Có một số người họ hay gì ta,
Thành ra ở trên cái YouTube nó có mấy cái mẹo bung vô cái khu vực kiểu của cái con boss ấy. Thì anh em chỉ cần qua đảo phụ nữ và bung vào, nó khá là đơn giản, không khó. Rồi nha, đang đánh thì ông nội nó ông đi ra là chờ đất. À, giúp tôi với. À. Mình trở thành dạng nhỏ là đánh cho nó khỏe. Trời ơi, ghê quá, ui dồi. Mà không biết mà có bung kiếm được không ta. Chứ cái hình dạng to này dễ bị đánh dính quá. Đấy, 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 nó đánh dính luôn không. Nó là khó chịu. Nói chung khi mình bị áp sát á, thì nó sẽ chơi cái chiêu gọi là chiêu gì nè. Đó, cái chiêu nó đó, cái chiêu đó. Rất là khó chịu luôn. Đây, cái chiêu đó, thành ra mình phải đề cao cảnh giác đánh con này. Con này có mấy cái chiêu cũng khó đánh hơn cả Bismom nữa. Do Bismom nó đánh là chỗ mấy cái chỗ hẹp á, thành ra nó khó thôi. Do Bismom ra cái map rộng như cái chỗ này á, là Bismom đánh cả đời cũng không dính mình. Mày à bưởi. Mày bưởi. Rớt đi, rớt cho tao. Rớt cho tao kiếm đi. Buồn quá không rớt cái gì hết trơn. Trời thật tình luôn nhá. Ok, con boss tiếp theo hy vọng không có gặp hack nữa. Hồi nãy trời mình gặp hack 2 lần rồi. Lần đầu tiên á thì mình vô kèm thành thằng hack nó có đánh thì mình cũng ăn cả được. Còn lần thứ hai á mình vô mình thấy nguyên con boss cái xác nằm ngay dưới chân mình luôn. Thì mình mới thấy mình bật hack là mình thấy có một cái thằng hacker mới vừa bay qua. Vả gì chứ. Kêu giờ mình né là tập trung đánh rồi. U vãi, nó quất ra cả đống tia luôn, vãi đi chứ. Đau quá. 20 minutes later. Ok, con boss tiếp theo hy vọng là rớt nha. Trời ơi, mình đi tìm con này mãi nó mới ra chứ mệt lắm luôn anh em ơi. Và cái cục là không rớt một cái gì luôn. 5 minutes later. À, mình quay nữa ha. Thì có một thứ mình muốn thông báo cho anh em là cái video này có thể là được quay từ ngày hôm qua thì hôm sau mình mới được đăng nha. Thì nói chung là hôm qua thì có khi là do mình quay nó trễ quá thì nó cũng không đăng được. Với lại mình đang đi farm cái thằng khứa này, mình farm quả nó cũng ra. Nó thiệt không chứ. À, con boss tiếp theo hy vọng nó drop cái gì ngon ngon cho mình. Nhờ một cái, trời ơi, không drop gì hết trơn. Server nó cũng hơi lag nữa. Ách đầu lag thế. Ôi trời ơi, lag thế. Kiếm chém không ra đòn luôn. Wow. Cái này mình chết hơi bị nhấp nhoáng nha. Cái này mình chết cả là mình không biết gì luôn á. Oh my god. Wow. Ê, rớt luôn. À! Anh em ơi, rớt luôn. Cuối cùng cũng rớt. Yeah. Trời ơi, rớt rồi. Được rồi anh em ơi, rớt rồi, đã quá. Trời ơi, phạm mãi nó mới rớt. Ôi rồi, đã quá đi. Trời ơi, cuối cùng cũng rớt. Ok, bây giờ mình sẽ qua cái loại quái tiếp theo để farm cho nhanh đi. Mình sẽ qua đảo Sô-cô-la để có thể tìm mấy con quái ở bên cái khu vực cái đảo gì đó. Cái đảo gì mà nó có núi hay những đẹp sao ấy. Nói chung là vậy. Bây giờ mình sẽ qua cái đảo đó để farm. Nói chung là không có cái chỗ nào farm nhanh bằng cái khu vực đó cả. Thành ra khu vực đó quái nó đứng cũng gần nữa. Thành ra farm nó cũng rất là dễ. Mình thấy các đảo càng về sau ấy, thì cái bãi farm quái, farm boss nó càng gần hơn. Và nó không có xa. Thao trình. À đâu. Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to save. Trời đất ơi, mà đang đứng mua thuyền bị nó tới nó đánh mình này chứ. Nó úp sọt mình, mà tiếc là mình là flat nha anh em. Đó, the flat, ai dí cho lại. À, nó vẫn cố tiếp tục dí mình kìa. Thằng này lì ta. Dí đi, coi thử mày dí tới đâu, nó chơi trái rồng nha. Cái rồng này thì ok, nhưng nó bỏ cuộc rồi anh em ơi. Vãi rồi chứ. Ok, mình sẽ qua cái đảo này để mình cái cây kiếm này của mình nó cứ đâm tới là mình bị quái nó đánh rất là khó chịu. Hoặc là do cái server này nó lag quá anh em. Mình không canh được cái hướng đánh của mấy con quái. Sao? Trời đất ơi. Cái hitbox mình nó to quá thì sao không biết đường nữa. Ok, bây giờ mình sẽ qua cái map khác vì mình mới vừa lưu ngay cái khu vực này rồi.
Ok, thì mình mới vừa tìm ra một cái server không lag, hy vọng là vậy, mình không biết nữa. Đó, một cái chiêu đầu tiên này, wow, quá đã luôn. Thì trong thời gian giữa hai tập mình sẽ cố farm luôn cái chiêu X cho nó, chứ hiện tại video của mình cũng đã khá là dài rồi nên mình không thể quay được nữa. Ok, video tới đây cũng đã khá là dài nên mình sẽ kết thúc video tại đây. Thì nếu anh em muốn ủng hộ mình thì bằng cách bấm vào nút like, share, đăng ký và nhấp vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai nha. Ok, thì hẹn anh em ở video tiếp theo của mình. Bye bye. Empire of sun, as the bridges were falling.